Dòng khí đốt từ Đức vào Ba Lan nối lại qua đường ống Yamal châu Âu. Theo số liệu từ công ty đường ống Gascade của Đức, dòng khí đốt đo được tại trạm Manau ở biên giới nước này vào ngày 7 tháng 7 là 5.032.575 kWh sau khi giảm xuống 0 vào ngày 6 tháng 7. Ngày 7 tháng 7, đường ống Yamal châu Âu đã nối lại hoạt động chuyển khí đốt từ Đức vào Ba Lan. Trong khi đó, dòng khí đốt đến Đức qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 vượt biển Baltic ổn định ở mức 29.279.584 kWh. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tháng 6 vừa qua thông báo công suất qua đường ống này giảm xuống còn 40% do việc trả lại thiết bị được tập đoàn Siemens Energy của Đức bảo dưỡng ở Canada bị trì hoãn. Đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được bảo dưỡng định kỳ thường niên từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Khi đó, dòng khí đốt thường giảm xuống không. Số liệu từ công ty điều hành hệ thống trung chuyển Ukraine cho thấy lượng khí đốt từ Ukraine vào Slovakia qua cửa khẩu Ven Capusani ổn định ở mức 37 triệu mét khối một ngày. Gazprom cho biết nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua Ukraine ở cửa khẩu Sudja là 41,2 triệu mét khối trong ngày 7 tháng 7 so với 41,1 triệu mét khối trong ngày 6 tháng 7. Lạm phát theo tuần của Nga lần đầu tiên tăng kể từ tháng 5. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, giá tiêu dùng tại Nga đã tăng 2%, còn từ đầu năm đến nay, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 11,77%, vượt xa mức lạm phát mà Ngân hàng Trung ương Nga đặt ra là 4%. Giá tiêu dùng ở Nga trong tuần tính đến ngày 1 tháng 7 vừa qua đã tăng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, thời điểm đồng rúp tăng giá và nhu cầu tiêu dùng giảm dẫn tới tình trạng giảm phát theo tuần của Nga. Theo số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Nga Rosstat công bố ngày 6 tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Nga trong 7 ngày tính đến ngày 1 tháng 7 vừa qua đã tăng 0,23% so với tuần trước đó và 3 tuần ghi nhận giảm phát vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, giá tiêu dùng tại Nga đã tăng 2%, còn từ đầu năm tới nay, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 11,77%, vượt xa mức lạm phát mà Ngân hàng Trung ương Nga đặt ra là 4%. Nga chứng kiến mức lạm phát theo tuần cao nhất trong 2 thập kỷ qua với 2,22% vào đầu tháng 3, sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngày 8 tháng 6, Rosstat thông báo lạm phát hàng năm của nước này đã giảm xuống 17,1% trong tháng 5 so với mức cao kỷ lục trong 2 thập kỷ qua là 17,8% ghi nhận một tháng trước đó. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow sau sự kiện này đang có tác động là làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá dầu mỏ, khí đốt và ngũ cốc tăng mạnh, làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế tại nhiều nước vốn đã chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 6 vừa qua đã tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1998. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 tại Italy cũng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng lạm phát hàng tháng cao nhất trong 36 năm qua. Lạm phát của Pháp trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991 khi giá tiêu dùng tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Đức, lạm phát đã tăng lên 7,9% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ năm 1990 và cũng vượt xa mục tiêu 2% của nhiều ngân hàng trung ương. Phương Tây cân nhắc áp giá trần 40 đến 60 đô la Mỹ một thùng với dầu Nga. Phương Tây muốn hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga nhưng vẫn giảm thiểu tác động tới kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch áp giá trần vẫn còn một số bất cập. Theo nguồn tin của Bloomberg, Mỹ và các đồng minh đang bàn bạc về việc áp giá trần đối với dầu Nga trong khoảng 40 đến 60 đô la Mỹ một thùng. Họ muốn hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga nhưng vẫn giảm thiểu tác động tới thị trường toàn cầu. Phương Tây sẽ đưa ra mức giá trần dựa trên chi phí sản xuất của Nga và giá dầu của nước này trước xung đột ở Ukraine. Theo nguồn tin của Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng mức 40 đô la Mỹ một thùng là quá thấp. Việc áp giá trần sẽ ngăn Nga trục lợi từ cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, nếu không triển khai một cách thận trọng, các hành động đáp trả từ phía Moscow có thể khiến giá dầu tăng vọt. Giới phân tích cho rằng mức giá trần sẽ cao hơn chi phí sản xuất của Nga nhưng không cao hơn quá nhiều để duy trì động lực xuất khẩu. Tuy nhiên, mức giá trần sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường thời điểm đó. Trước phiên giảm của dầu Brent và WTI hôm 5 tháng 7, dầu Nga được giao dịch quanh mức 80 đô la Mỹ một thùng. Sáng ngày 28 tháng 6, lãnh đạo G7, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã nhất trí sẽ bàn bạc về cách áp giá trần đối với dầu Nga thông qua sức mạnh của ngành công nghiệp bảo hiểm và dịch vụ. G7 hy vọng các nước nhập khẩu dầu trên thế giới sẽ tham gia chương trình áp giá trần. Theo đó, những công ty nhập khẩu muốn sử dụng dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển của G7 hoặc EU đối với dầu của Nga sẽ phải tuân thủ giới hạn giá. Một quan chức tiết lộ giới chức Mỹ đang tăng cường thảo luận về mức giá trần. Nỗ lực này sẽ đẩy mạnh hơn nữa vào những tuần tới. Theo nguồn tin, giới chức Mỹ cũng đang thảo luận về một số công cụ thực thi, bao gồm những hạn chế đối với công ty vận tải đồng ý vận chuyển dầu với giá cao và những biện pháp trừng phạt các ngân hàng, tổ chức tài chính, tạo điều kiện cho những giao dịch vượt mức giá trần. Mỹ và các đồng minh vẫn đang thảo luận để xây dựng một kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ý tưởng này gặp nhiều trở ngại và có thành hiện thực trong tương lai. Nếu áp dụng giá trần, Liên minh châu Âu sẽ phải điều chỉnh các lệnh cấm vận bảo hiểm được khối này đưa ra vào đầu tháng 6. Điều này sẽ không dễ dàng, bởi mọi thay đổi đều cần 27 quốc gia thành viên thông qua. Theo một nguồn tin, Anh cũng sẽ sẵn sàng đưa ra các hạn chế đối với công ty bảo hiểm và dịch vụ của nước này. Mỹ lo ngại rằng lệnh cấm của châu Âu bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm sẽ góp phần đẩy giá dầu cao hơn nữa và dẫn tới một cuộc suy thoái toàn cầu. Theo một số ước tính, động thái từ phía EU có thể khiến giá dầu tăng lên 185 đô la Mỹ một thùng. Anh và EU thống trị thị trường bảo hiểm toàn cầu. Nếu không thể tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển của châu Âu, các lô hàng dầu Nga sẽ gặp khó. Ngoài ra, theo một số quan chức EU, không dễ để thuyết phục đủ số quốc gia và các tập đoàn bảo hiểm lớn tham gia kế hoạch áp giá trần. Theo ông Heli Magroff, chuyên gia về dầu mỏ, trưởng bộ phận hàng hóa toàn cầu tại ABC Capital Market, sáng kiến áp giá trần chỉ thành công khi các nước như Ấn Độ tham gia chương trình để mua dầu thô với giá rẻ. Trên thực tế, kể từ cuối tháng 2, Ấn Độ đã tăng mua dầu giá rẻ từ Nga. Liệu có thể áp dụng một mức giá đủ thấp để hạn chế doanh thu từ dầu của Moscow, nhưng đủ cao để Nga vẫn có động lực xuất khẩu hay không? Ông Krupp đặt ra câu hỏi. Mỹ và EU đã lên kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga để ngăn chặn nguồn thu quan trọng từ điện Kremlin. Nhưng tới nay, Moscow vẫn kiếm được nhiều tiền từ việc xuất khẩu năng lượng. Ở chiều ngược lại, lạm phát đã gia tăng trên toàn cầu, tạo thêm sức ép cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Macron. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 1,7 tỷ đô trong tháng 5 lên 20 tỷ đô. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021 là 15 tỷ đô. Nga cũng tăng cường bán dầu thô giá rẻ cho các nước khác. Theo dữ liệu mới nhất, trong tháng 3, 4 và 5, Trung Quốc đã chi gấp đôi mức trước đó để mua dầu, khí đốt và than của Nga. Ấn Độ cũng nhập khẩu 5,1 tỷ đô hàng hóa năng lượng từ Nga, gấp hơn 5 lần giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.